tiếp tục lại đi ăn. Đây, hôm nay có những cái món ăn ở đây là đường Đinh Tiên Hoàng. Đinh Tiên Hoàng đây là ở đây quần mấy rồi chú? Quần 1. Quần nhất đó các bạn. Và đây thì mình thấy có món đó là bò quanh lửa hồng. Không biết là nó có quanh lửa hồng hay không. Bò mà nó còn quanh ở đó thì không biết sao ha. Thêm nữa là có mì bay nữa. Rồi, mì mà nó bay được các bạn. Các bạn lại làm thảo đây. Rồi thì bay nó như thế nào thì lát nữa sẽ biết. Nhưng mà được cái hay là phục vụ nó mang đến cho mình cái bình tĩnh. Chưa đến 100.000 các bạn. Phần của mình là 50. Phần mì bay là 40. Nó thành 90. Rồi thì ở đây cũng khách cũng khá là đông. Đấy lê đường. Rồi cái này là gì anh? Chén bò. Chén bò hả? Hồng. Đây là cái đèn quanh lửa hồng đấy hả? Đây là quanh lửa hồng đấy hả? Lửa màu xanh chứ đâu có thấy màu hồng đâu anh. Đúng quá các bạn thấy không? Đây lửa này lửa màu xanh rồi thấy không? Hồng hồi nào đây? Có hay á, nghĩ ra được cái món gọi là bò quanh lửa hồng. Bò quanh lửa xanh thì nghe nó có phần hơn chứ đúng không? Cái màu của nó xanh đi. Không biết nó có nóng quá thì nó sao ha. Chưa gì ra bò rồi hấp dẫn thật. Rồi bây giờ chờ thêm nó có cái gì nữa. Bò né coi cho con. Có chén bò lửa, phô mai, cá mòi, hai trứng, nem nướng, chả quế, xúc xích, sâm khói, pate. Nhiều. Rồi ok. Hai anh em tiếp tục đi. Lần này là Harley mời ăn người các bạn. Hôm vừa rồi thì Thảo dẫn Harley đi ăn người, bây giờ phải mời lại Thảo. Có phải Harley mời lại đâu, tại Harley vẫn ngồi với Thảo á. Các bạn hiểu không? Thảo lỗi là Thảo béo. Bây giờ có một người bạn đi ăn chung thì quá thì thú vị nữa đúng không các bạn? Thôi bây giờ thì mình chờ một xíu. Rồi bây giờ thì bò đã đến này, né này. Mọi người có biết tại sao gọi là bò né không các bạn? Đấy là đặt ra câu hỏi là tại sao gọi là món bò né. À bây giờ thì lát nữa mình cũng sẽ kể cho mọi người bò né là bò như thế nào. Rồi mì nữa các bạn. Rồi mình sẽ kể cho mọi người tại sao gọi là bò né nha. Đầu tiên là khi mà bò né mình làm cái chảo như thế này thì nó rất là nóng. À, thường thì bò mà ăn nóng thì rất là ngon, nhưng mà cái chảo này nó sẽ bắn chảo tung tóe. Chính vì vậy nó gọi là bò né. Còn đây là mì bay này các bạn. Đấy, mì nó bay được lên trên cao vậy đó. Và mình đây chụp hình từ sướng thôi. Thì nó rất là ảo, cho nên gọi là món mì bay. Mà đơn giản là tại sao nó bay được như vậy. Đây là món ăn nổi tiếng ở Singapore gì đấy, mình cũng không nhớ lắm. Nhưng mà để cho các bạn hiểu hơn, bò né nó là gì. Mình nóng quá, nên là khi mà áp chảo nó bắn mở tung tóe nên mình phải né ra. Gọi là bò né. À, đơn giản không? Mì bay là sao? Là cái thìa nó bay được như vậy gọi là mì bay. Đơn giản thì mì cũng mì bình thường không ạ? Rồi bây giờ thì chắc là thưởng thức. Rồi. Cách để thưởng thức ăn ngon thì hôm bữa mình cũng chỉ rồi. Nhưng mà bây giờ thì chắc là ăn thử thôi. Ăn cả hai, có người anh em ăn ít. Review Bò lửa hồng mà cháy nó ấy quá. Mình rất là thích khi mà được ai đó làm như thế với mình. Đây, xin gà. Rồi, ăn thử một ít. Hello, xin cảm ơn chị đã nhiều phân tích. Xin chào. Ok.
Rồi, Thảo sẽ cảm nhận sao? Cảm ơn. Rồi, cảm nhận đi em. Chiên giòn quá. Đây mình sẽ thử ra quanh lưỡi hồng này. Con nhọc vò. Vỏ mềm. Mềm đế. Ngon như thế nào phải chỉ cho mọi người biết vị. Ăn thì tân khen. Này, là chiên mắm đó. Đá chiên mắm, là chiên mắm. Bánh mì nóng, bò này ngon, giá rẻ. Tại đây là hơi nóng. Đây, bò nữa không? Bò. Nước còn nữa, tiền nó rất là ngon. Rồi cái thử ít mì em thì nó mới như thế nào. Ôi. Rồi. Ngon. Bữa tối cái mì này nó bay, ăn tỉ quá. Tưởng là mì bay rồi, có người đút. Nó mì bay vào miệng thôi nhé. Mì này em bị khổ thế này. Mỗi lần mà người ta mà nó ăn thì người ta không làm miệng hay. Rồi, ra. Ở đây ngon là còn sẻ gì riêng khi mà có những người nào mà đơn độc FA để anh gặp gái này, ví dụ như người bên cạnh thì em muốn lại cái cao trắng đẹp đấy đó, lý do là sao cái con bò vậy đó, để nó bay lên cho nó vui vậy đó. Giòn, ăn khá đạn ha, giòn. Lấy cái gì á? Cắn luôn đi em. Tại vì bướng mặt anh em không cắn được. Sẽ chỉ cho mọi người ăn thêm một xíu về bò né này. Đầu tiên là sao? Mở cái phần này ra, xong bỏ hết tất cả vào trong cái này. Thấy bẩn không? Người ta dơ ra thấy cái bẩn này. Đó, em này vào một ít. Để bò này một ít. Nhưng mà rau thì ngon lắm. Nhưng mà sau này thì nó đẹp. Để rau một ít. Rồi mẹ này. Mẹ này chưa ăn rồi ra rồi. Rồi, cái giò này một ít. Rồi, cái giò này. Xong các bạn bắt chút nhau cũng được nha. Mọi người hãy đi một hai lây. Rồi. Ngon. Ngon.
xe các bạn. Đó là bọn này. Ăn là xong rồi. Còn như thế này nữa. Cuối ngày hôm nay sẽ biết phần cuối này và chia tay các bạn. Nhưng mà mình cảm thấy đây là ngon và cảm thấy là vùng rẻ khá phù hợp. Nên là cảm ơn các bạn đã theo dõi video của hai bên chào thảo ngày hôm nay. Bye bye mọi người. Kết thúc phần ăn. Chúc các bạn có thể đến đây và có thể tìm được món ăn. Chảy hết nước mũi luôn đó mà. Cay không? Cay mà ngon, nhưng mà ok. Rồi, bye bye.